Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung Còi Apple TV đây. Đấy thì trước mắt mọi người đây, mình lại có một số kèo lên cho tất cả anh em. Thì hôm trước mình lên cho anh em một X12 Pro thì toàn 256 đa số nhiều, nhưng mà video trước thì bán được hết. Đấy, bán được hết 12 Pro 256 nên là mình tạm thời hết 12 Pro nhá. Đấy thì chỉ còn Pro 12 Pro 128GB thôi. Đấy và một số mã còn lại ở đây. Đấy thì để hôm sau hàng mình đang về nhá, thì video sau mình có máy nào mới mình lại lên cho tất cả anh em. Thế thì hôm nay mình lại có số kèo lên cho tất cả mọi người đây. Đầu video này mình lên cho anh em con nào nó hơi rẻ rẻ đi nhỉ, nói chung là nó hợp lý thôi, nói chung là rẻ quá thì cũng không có, nhưng mà nói chung là nó hợp lý anh em, giá sẽ hợp lý với tất cả mọi người luôn. Đấy thì đây, đầu tiên này, mình lên cho anh em một con iPhone 7G anh em nhé. 7G đẹp luôn, màu đen. Con này mình xem bao nhiêu ghi nhá. Không biết 32GB hay là 128GB nhỉ. Đây mình sẽ xem chi tiết cho anh em. 7G nhỏ gọn, hiệu năng vẫn rất chi ok. Anh em làm trong phụ vẫn thoải mái anh em nhá. Con này 32GB thôi, cũng là máy Nhật. 7G 32GB, máy Nhật màu đen. Con này thì pin thì như là mình nhớ không nhầm thì là con này pin 90, bởi vì 7G mình bán cũng gần hết rồi, còn có vài cây thôi. Đấy. Đây. À pin 85, 85 hay 90 nhỉ. Pin con này như là pin trong 3U thì là báo là 90 anh em nhá. Đấy, con pin chuẩn nó là 90, còn pin trong máy thì là 85. Con này mình để cho em với giá là 1.800.000 đồng kèm phụ kiện nhá. 32GB, 7G 32GB, 1.800.000 kèm phụ kiện. Anh em nào không lên phụ kiện thì mình sẽ trừ tiền phụ kiện đi cho mọi người ok chưa? Đấy, 7G quốc tế 32 nhá, 1.800. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 7G 128GB, máy quốc tế, full chức năng, pin 100 anh em nhá. Con này pin 100 thì tất nhiên là đã là pin thay rồi. Còn con này pin gì này? Con này là pin gì nhá? Đây 7G 128 này. Pin 100% mình đã thay pin anh em nhé, đã thay pin thôi, còn lại là mọi chức năng ok hết. Đây 7G 128 này, pin 100. Con này thì vỏ nó hơi phẩy một chút nhá, vỏ đây như này, như mình quay luôn, như mình quay rõ này, mọi người nhìn rõ nhá, nó hơi phẩy một chút thôi. Còn anh em nào mà kết thì cứ nhắn tin cho mình sẽ gửi thông tin chi tiết máy cho tất cả anh em. Con này mình thì cho em giá là 1.900.000 nhá, 1.900.000, chênh với con kia có 100k thôi, anh em thích lấy máy nào cũng được. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 256GB. Hôm trước mình lên cho anh em là ba con X trắng. Đấy thì video trước lên có một con thôi, nhưng mà mình bán được ba con X trắng, vẫn còn có X đen anh em ạ. Anh em chỉ thích X trắng thôi, X đen đẹp này anh em không thích à, rẻ hơn 200, còn lại mọi chức năng ok hết này, vỏ đẹp keng luôn, vỏ nói chung là không được keng thì cũng tầm 99 anh em nhá, chứ bảo keng nhiều lúc anh em, nếu anh em hơi kỹ tính một chút ấy, thì nghĩ không được keng. Nhưng đây theo mọi người đánh giá này, con này có được tầm 99 không? Theo mình là con này được tầm 99 rồi anh em ạ, tầm 99 rồi. X256GB em nhé, 4.400.000 đồng em ok chưa? Con này pin thì đang kém rồi, còn anh em nào thay pin thì mình chỉ lấy cộng thêm mỗi thêm pin thôi, hoặc là anh em đến nguyên này về anh em tự thay đấy, thì là 4.400.000 đồng nhé, vẫn tặng kèm phụ kiện sạc ốp lưng cường lực cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em SE anh em ạ, SE 2020 64GB, pin 90%, con này pin 90% nhé, máy quốc tế full chức năng. Con này mình sẽ để cho anh em với giá là bao nhiêu được đây. SE 64GB, máy mới GA này, pin 90 anh em nhé, vỏ ok luôn, vỏ zin đẹp luôn anh em nhé, vỏ zin đẹp luôn. Con này mình để cho em với giá là 2.950.000 anh em nhé, 2.950.000. Anh em đã có SE 2020 64GB, nhưng máy con này pin zin 90 nhé, siêu cao rồi, vỏ lại cực kỳ đẹp luôn, 2.950 kèm phụ kiện nhé, anh em có lấy phụ kiện lại trừ tiền đi cho tất cả mọi người. Và đây tiếp theo là mình lên cho anh em hai con 8G, một con con này thì hôm nay có một anh em khách hàng quen thuộc với mình. Đấy, mình chỉ báo cọc 100k thôi, nhưng mà anh em mua quen rồi cọc hẳn 1.3 luôn. Mai mình sẽ gửi cho em nhé. Đấy, mai anh sẽ gửi cho. Đấy thì tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G 64GB, pin 93. Con này thì cũng không kém cho con kia. Em hai con tình trạng như nhau, đẹp như nhau luôn. Con này cũng thế anh em nhé, cũng pin 93, cũng đẹp như vậy, 8G 64GB. Úi giời ơi, đẹp như thế này. Máy quốc tế full chức năng. Con này mình để cho em với giá là 2.600.000 đồng nhé, vẫn tặng kèm phụ kiện cho tất cả mọi người, 2.600.000 anh em nhé, 2.600.000, 8G 64GB, pin 93%. Không, em nào cứ không lên phụ kiện thì báo mình sẽ trừ tiền và không gửi phụ kiện cho anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 64GB. Con này thực sự mấy anh em là máy nó quá là đẹp, quá là chất luôn, đệ bằng chất nhé, mình không nói đến độ đẹp nhé, thì con này vỏ zin thì chắc chắn nó không được đẹp rồi, thực sự nó không được đẹp keng, nhưng mà mình bao men zin, màn zin, vỏ zin và pin zin, zin áp em nhé, con này zin áp luôn, áp càng đẹp. Con này hôm nay mình để cho em giá là 8 triệu mới được, 8.100.000 đồng anh em ok chưa?
Zinapp 12 thường 64GB 8,1 triệu, vẫn tặng kèm cho anh em tất cả phụ kiện luôn. Anh em về chỉ lắp sim và nghe gọi thôi, cứ không zin tặng máy anh em nhé. Không zin tặng mọi người máy, 8,1 triệu đồng anh em đã có 12 thường bản 64GB Zinapp anh em nhé. Màn không một vết xước em cái chưa, đây là mình không dán cường lực đâu, chưa dán cường lực đâu, màn không một vết xước anh em nhá. À đâu, con này dán cường lực rồi, sorry anh em, nhưng mà màn nó cũng không, gần như là không không có xước em, gần như không có xước luôn. Đây mình dán cường lực qua này đấy, 8,1 triệu đồng cho tất cả anh em, 8,1 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, mất fake ID, màn thay, pin 84%, 6,1 triệu đồng anh em, ok chưa, 6,1 triệu đồng anh em đã có iPhone 11 Pro Max 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 84%, mất fake anh em nhé, mất fake. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS, hôm trước cũng lên hai con thì nay lại còn một con, ai XS 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 4,800,000 đồng, 4,8 triệu. Anh em đã có XS 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100 dùng rồi anh em nhá. Đấy, còn pin thì 100 thì chắc chắn là mình đã thay pin mới rồi. Đấy, mình báo rõ tình trạng cho anh em luôn. Còn thì lại là ok, zin hết anh em nhá, zin đẹp, chu tôn đầy đủ luôn. Đấy, con này mình đi cho em với giá là 4,8 triệu nhé, 4,8 triệu nghìn. XS 64 màu đen. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro Max, 11 Pro Max 64GB, máy quốc tế, mất fake ID, main zin, màn zin, pin 84 anh em nhé. Con này pin pin à, màn zin nhá em nhé, con này màn zin, con kia là màn thay, 7,200,000 đồng. Anh em đã có iPhone 11 Pro Max 64GB, máy quốc tế, mất fake ID, main zin, màn zin. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8G, 8G thì con này màu đen anh em nhé, 8G màu đen, máy quốc tế full chức năng, pin 8X anh em ạ. Con này màu đen, nói chung vỏ con này cũng ok em, vỏ zin nó không được đẹp bằng hai con trắng thôi. Con này mình đi hai con này mình à, con này mình đi cho em giá là 2,350,000 em nhá, rẻ hơn được tầm 250,000 so với những máy kia. Đấy, còn mọi chức năng ok hết anh em nhá. Con này pin zin 8X 2,3 triệu mà thôi, 2,3 triệu đi anh em nhá, 2,3 triệu cho anh em thôi, thoải mái đi, 2,3 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 Pro. Úi, 12 Pro 128GB này anh em ơi. 256GB thì mình video trước mình lại bán được, bán hết rồi anh em ạ. Thì hàng lại đang về cũng có 12 Pro 256 anh em nhá. 12 Pro 128GB, máy quốc tế, full chức năng, pin 85%, pin 85%. Ôi giời ơi, con này mình để cho anh em với giá là bao nhiêu được anh em nhỉ? 11 triệu anh em nhá. 11 triệu anh em đã có 12 Pro, máy màu vàng cực kỳ đẹp luôn, vỏ gần như là bóng luôn em nhé. Đấy, màn này không một vết xước, 11 triệu đồng cho tất cả mọi người. 12 Pro 128GB anh em dùng thay XS Max, à thay 11 Pro Max anh em nhé. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường, 11 thường 64GB, full chức năng, full fake ID, main zin. Đấy, màn zin đã thay pin anh em nhé, 6 triệu bao nhiêu đó anh em, 6,400,000 đồng em nhé. 6,4 triệu anh em đã có 11 thường 64GB, full chức năng, pin 94. Đấy, 6,4 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro anh em nhé, đẹp lắm, nhưng mà con này vỏ thì hơi phẩy thôi. Nhưng mà đây anh em, vỏ đẹp, à vỏ phẩy như này anh em nhé, vỏ phẩy. Đấy, 11 Pro 256GB, full chức năng, pin 87, 7,800,000 đồng, 7,8 triệu mỗi vỏ phẩy thôi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 64GB, full chức năng, zin app anh em ạ. Vỏ đẹp keng luôn, như con này 64GB thôi. Con này min zin, nói chung zin nguyên cây anh em ạ. Zin nguyên bản, đây mình còn chưa có active. Con này mình còn chưa có active sang tiếng Việt anh em nhé. Nói chung là máy quốc tế thì tiếng nào cũng được anh em ạ. Mình chuyển sang tiếng nào cũng được, chẳng qua là mình chưa chuyển thôi. Con này thì mỗi pin kém thôi, pin còn dưới 80 nhá. Còn lại mọi chức năng ok hết. Con này mình để cho em với giá là 7 triệu bao nhiêu đó anh em? 7,3 triệu đồng em nhá. 7,3 triệu. Anh em đã có iPhone 11 Pro 64GB, zin full chức năng, 7,3 triệu anh em nhé. Đẹp keng, 64GB. Tiếp theo là một con iPhone 11 Pro, con này cũng đẹp keng không kém anh em ạ. Cũng đẹp keng không kém, nhưng con này 256GB, pin cũng 80 thôi. Con này mình để cho em với giá là 8 triệu anh em nhé. 8 triệu đồng. Anh em đã có iPhone 11 Pro 256GB, máy màu đen, vỏ đẹp luôn anh em nhé. Vỏ đẹp luôn, đẹp keng. Cũng zin nguyên cây. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 thường màu trắng. À, 11 thường màu trắng này thì máy quốc tế full chức năng, 64GB. Đấy,
đẹp lắm anh ạ, con này đẹp lắm, nhưng thì tội đang hết pin thôi. Con này mình để cho em bây giờ là 6 triệu mấy đây anh em nhỉ, 6,7 triệu anh em nhá, 6,7 triệu đồng. Tiếp theo là mình lên cho anh em cũng là một con iPhone 11 nữa. Con này nhưng mà bán 128GB anh em nhá, 11 128GB. Hình thức đây anh em ơi, ui dồi ôi, con này màu tím cực kỳ đẹp luôn, mê ly luôn. Em con trai dùng cũng đẹp, con gái dùng cũng mê em nhá. Bán 128GB, máy quốc tế full chức năng. Con này pin zin 8X anh em nhá. Đấy, pin zin 8X, con này bán 128 thì mình để cho em với giá là 7,2 triệu đồng kèm phụ kiện anh em nhá. 7,2 triệu. Anh em đã có iPhone 11 128GB, máy quốc tế full chức năng đẹp luôn anh em ạ, 7,2 triệu. À đây, tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR. XR 64GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, pin 80 đang hết rồi, đang hết pin rồi em nhé. Pin 83 hay là 84 nhỉ? Pin 83-84% anh em nhé. Máy quốc tế full chức năng, màu đỏ, 4,7 triệu đồng. 4,7 triệu đồng. Anh em đã có XR 64GB, màn to bên trong, chiến mọi loại game cho tất cả anh em nhé. Đấy, 4,7 triệu nghe. Tiếp theo là mình lên cho anh em đây. Mình lên. Ui. Đây, tiếp theo là mình lên cho anh em là những con iPhone 8 Plus anh em nhé. Tất cả những con này tình trạng như nhau nên là mình lên liền tù tì cho anh em tất cả anh em luôn. iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng 64GB. Đấy, hình thức này, hình thức này anh em ơi. Đấy, nói chung là vỏ zin nên nó không được keng đâu anh em. Vỏ zin thì không được keng đâu. Mình cam kết với anh em là 100% bây giờ 8B vỏ zin thì không được keng em nhé. Đấy, thỉnh thoảng nó bạn có một cái phẩy, nhưng mà theo mình này là cũng ok rồi. Máy quốc tế full chức năng, những 8B này nhá, cứ con nào pin dưới 80 hoặc là pin kém rồi, 81 82 83, mình sẽ thay pin mới cho tất cả anh em là pin 100, còn lại mọi chức năng ok hết em nhé. 4 triệu. Đấy, hôm nay mình còn một ít đây, để cho anh em giá là 4 triệu đồng anh em nhé. 4 triệu đồng, anh em đã có 8 Plus, màn to bên châu, chiến mọi lại game cho tất cả anh em. Đấy, 8 Plus 64GB, full chức năng, 4 triệu đồng cho tất cả mọi người nhé. Ok, đây thì mình có một số kèo đây lên cho hôm nay, lên cho tất cả mọi người. Mọi người ưng hay là cần mình tư vấn những cái máy nào để mọi người chuẩn bị mua, hoặc là mọi người muốn tham khảo thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình sẽ để số điện thoại của mình ở trên phần màn hình nhé. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video ngày hôm sau. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Nay lại là em Quân đây. Em nay lại có mấy cái kèo nên muốn giao lưu với anh em đây. Em nói nhanh không video em là dài quá nhá. Đầu tiên là con đây. Rất nhiều anh em hỏi 7 Plus mà tài khoản ẩn này mất vân này. Con này 256GB nhá. Tài khoản ẩn mất vân này 256GB. Đấy, 7 Plus này. Con này thì mình bán là 1 triệu, để xem, 256GB thì con này mình bán 2 triệu nhé anh em nhé. Main zin, màn zin nhé, chỉ mất vân tay với tài khoản ấn thôi nhé, mất home với tài khoản ấn nhé, 2 triệu đồng này. Đấy, anh em dùng làm gọi là máy phụ quá ok luôn nhá. Con này 2 triệu này. Con này 6S Plus. Đấy, full 32GB nhá anh em nhé. 6S Plus full 32GB này. Con này mình để em giá là 1,400,000 nhá anh em nhá. 1,400,000 này. Đấy, 6S 32GB này. Con cây 6S này full chức năng 16GB, vỏ thì vỏ xấu anh em ạ. Vỏ xấu này thì để anh em giá là 800,000 anh em nhá, 800,000. Đấy. Còn đây tiếp theo đến đời cao đây. Rất nhiều anh em đây đời cao có con này. 11 Pro Max 256GB. Đấy. Pin 83, con này mình đã thay nưng nhá, mình đã sờ ba nưng nhá. Chỉ sờ ba mới nưng thôi nhá, còn đâu tất cả là zin hết nha anh em nhá. 11,300,000 đồng anh em nhá, 11,300,000 đồng. Đấy. 11,300,000 đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB. Đấy, giá là quá đẹp luôn anh em ạ. Tầm này 11,300,000 anh em không mua đâu, anh em phải 12 triệu anh em mới mua được, nhưng mình bán con này 11,300,000 anh em nhá. Đấy, thì sờ ba mỗi lưng thôi. Đấy, sờ ba mỗi lưng. Nhưng mình sờ ba một lưng là gì anh em ạ, nên là nó rất là đẹp anh em ạ. Đấy, 256GB, pin 83 nhá, 11,300,000 này. Đây, con này mình nhớ lên này. Tiếp theo là đến con, à đây con này 12 lock 128GB nhưng lock anh em ạ. Máy lock, đấy vỏ này, ui vỏ thì đúng rồi, ma chê quỷ hờn anh em ạ. Đấy, vậy anh em về ghép sim là dùng ok thôi. Main zin, màn zin, những cái màn nó đẹp anh em. Đấy, main zin, màn zin này. Đấy, mỗi cái vỏ nó xấu thì mình không sang vỏ anh em, mình để vỏ zin. Đấy, mình bán rẻ cho anh em con này 12 lock là 6,200,000 anh em nhé, 12 lock này. Coi như là mình bán lỗ luôn này, nên về được cây vỏ xấu quá anh em ạ. Đấy, 6,200,000 anh em nhé, 12 lock này.
Còn đây 12256 đây, zin đẹp đây. Zin đẹp full chức năng đây, 9.200.000 anh em nhá. Đây con này mấy hôm rồi. 9.200.000. Đấy, 9.200.000. Đấy. Đây là full chức năng anh em nhá, 9.200.000 này. Đây. Mình có hai cây 11 màn GX. Đấy. Cây này thì mình bán 5.300.000 anh em nhá. Cây đen này 5.300.000. Đấy, chỉ thay mỗi màn GX thôi. Đấy, càm kia tất cả đẹp nguyên. Đấy. 5.300.000 con này nhá. 5.300.000 này, còn con cây đỏ này thì vỏ nó hơi xấu hơn thì mình bán là 5.150.000 anh em nhá. Đấy, vỏ nó hơi xấu nhưng em đeo ốp vào thì cũng không thể biết được anh em ạ. Đấy, màn GX đẹp. Đấy, 5.150.000. Đấy, đây là hai con 11. Đấy, đây là 11 nhá, 11 màn GX này. Em mình đánh lên trên này. Theo nó đây, có cây XS. Hàng này hàng zin keng áp anh em ạ. Nhưng mà pin bảo trì mình chưa thay pin nhé. Hàng keng áp anh em ạ. Đấy, mình chưa thay pin, anh em thay pin thì mình hỗ trợ thay pin nhé. Đấy, full chức năng. Đấy, anh em mình thức là XS này. Đấy, 5 triệu anh em nhé, 5 triệu XS. 64GB pin bảo trì. Cũng là pin zin ấy, tất zin áp luôn, con này zin áp luôn. Hình thức đẹp à. Đẹp không chê đâu rồi anh em ạ. Đấy. XS 5 triệu nhá anh em nhá. Đấy, đây 11 Pro 256GB pin 85 full chức năng. Đấy, hình thức này. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Hình thức này 256GB anh em nhá. Con này mình để với giá là 8.400.000 đồng anh em nhá. 8.400.000 đồng. Đấy, 256GB mà anh em. Đẹp keng luôn. Đấy. 8.400.000 đồng anh em nhá. Đây, mình còn mấy cây 11 đây đây. X này thì mình lên mấy video rồi. Đấy, 4.200.000 đồng nhá. X full chức năng, zin áp luôn anh em nhá. 4.200.000 này. Ở đây mình có ba cây 11. Con này 128GB này, pin 82 này. Mình bán với giá 6.800.000 nhá anh em nhá. Full chức năng anh em nhá. 6.800.000. Đấy, 6.800.000. Còn đây 64GB pin 82 này, hình thức này. Lên zin màn zin. Chúng không một lỗi nhỏ anh em ạ. Full chức năng hết anh em nhá. Đấy, cây này 64GB pin 82 này thì mình để với giá là 6.700.000 anh em nhá. 6.700.000 này. Còn đây. Con này pin 100 cũng 6.700.000 anh em nhá. Hai cây này 6.700.000. Đấy, hình thức này anh em nhìn này. Chê vào đâu được anh em ơi. Có cây này 6.800, biết tại vì sao không anh em? Tại vì là cái màn con này này, đây này mình cái màn này này, mình vào cái nền trắng nhá anh em nhá, vào nền trắng nhá thì nó lại có hơn một cái vệt xanh trắng ở đây, hơn cái vệt xanh xanh màn ở giữa này. Đây nó có hơn cái vệt này. Cái vệt phản quang này. Không ảnh hưởng gì anh em ạ. Đấy, 6.800.000, quá là rẻ luôn. Đấy, iPhone 11 128GB. Đúng rồi, 128GB, con này 128GB. Đấy, 6.800.000 anh em nhá. Đấy. Anh em nào có nhu cầu kiểu của mình thì liên hệ số điện thoại này của mình nhá.